Ok, hôm nay là ngày mùng 7 tháng 9, à mùng 6 tháng 9. Thì chưa các bạn, Thao Chim Cô Gáy xin giới thiệu một cái kênh Chim Cô Gáy hay, và hôm nay là một cái clip mà mình muốn gửi tới tất cả các bạn chơi chim và những người khách hàng ở miền Tây, miền Nam mua chim của mình. Các bạn thân mến, đây là con chim này là con chim mà mình chuyển đi vào cái địa chỉ như sau. Địa chỉ khách hàng của mình ở đây là bến xe miền Đông Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh. Người nhận là 0162 601 3407. Thì cái này thì là mình sẽ 8 giờ sáng thì chim sẽ bắt đầu là ở Hà Nội để đi Sài Gòn, đi chuyến xe Bắc Nam. Và một trong những cái bí quyết mà các bạn nên nhớ là trên cái cách để mình đóng và mình chuyển chim đi xa, thì đây mình sẽ giới thiệu với các bạn là đây là cái lồng này thì mình mua con 50k đây à. Cái lồng này nó là cái lồng bằng sắt, và ở đáy đó thì mình hứng làm cái thùng bìa cắt tông vuông mình hứng đáy, và ở bên bên đây là cống nước. Cống nước thì mình làm như thế này thì cái người vận chuyển họ có nghiêng ngả đi thì nó cũng sẽ không đổ nước, và cái lượng nước này thì nó có thể uống được khoảng 4 ngày 5 ngày ở trên đường. Cái thứ hai là mình phải có một cái que bậu này để cho con chim nó thoải mái, bởi vì con chim nó đi trên đường nó có thể ở guồng xe, ở cốp xe, ở một cái vị trí nào đấy thì nó sẽ phải thoải mái đấy. Bởi vì là Bắc Nam thì thường mình chuyển ở ít nhất là khoảng 36 tiếng thì tương ứng với 1 ngày rưỡi đấy. Thì các bạn biết là con chim nếu mà bình thường 1 ngày rưỡi thì nó cũng không thể là chết được. Thế nhưng mà ngược trở lại là mình làm con chim ấy, thì mình cũng nên cẩn thận cho khách hàng, vì có thể nó không chết nhưng mà đến nơi nó sẽ nhịn đói lâu ngày mà nó có thể là nó bị ốm chim, yếu chim đó. Thì cái cống bên này thì là cái chai nước Navi hoặc là cái chai nhỏ nhỏ 0,5. Các bạn thân mến, thì đây là cái lúa và cái cám đang ăn thường xuyên. Thì đây là mình để vào đây để cho nắp nư nó không rơi ra, và cái lượng này thì nó cũng ăn uống được ở trên đường. Và đặc biệt nữa là cái cửa của nó thì mình cũng đã lấy dây thép mình buộc khóa nên biết chặt rồi. Có một cái điều nữa các bạn chắc là cũng chưa hình dung ra là cái cống nước này. Kính thưa với các bạn là mình sẽ có cái cách để mình pha trộn làm sao đấy nó uống đấy, uống và nó rất khỏe và nó thích nghi với cái việc đi đường dài và môi trường mới đấy. Kính thưa các bạn là như vậy. Thì qua cái clip này thì mình muốn gửi đến các anh em ở trong Sài Gòn, anh em miền Tây là muốn mua những con chim cu của mình. Nghĩa là nó đã tự ăn được thì mình vẫn chuyển được. Đấy, trong cái trường hợp này thì xe Bắc Nam thì mình có cái hệ thống rất là quen, thì họ sẽ chuyển vào đến bến xe miền Đông. Nếu như anh em nào ở gần bến xe miền Đông hoặc ra Sài Gòn thì cứ ra lấy bình thường. Alo cho mình thì sau khoảng hơn 1 ngày, gần 2 ngày là sẽ nhận được. Mình sẽ cố gắng gửi vào những giờ đẹp, giờ ban ngày chứ không phải là gửi vào nửa đêm nữa các bạn. Thì các bạn thân mến, là còn cái áo ở trên này nó là cái áo phông cũ của mình. Mình cũng hình dung ra là mình sẽ xách nó, và những nào cần thiết thì mình sẽ kéo nó xuống. Thì nó sẽ con chim nó sẽ gặp những người ở trên xe hoặc là có những cái tiếng động lạ thì nó sẽ không sổ, nó không nhát, nó không
lao nó không ảnh hưởng đến sức khỏe con chim đó. Thì các bạn nhìn thấy là con chim này bắt đầu cho vào đây thì cái phân của nó đóng cô như thế này mà nó vón như thế này là con chim nó rất là khỏe. Đấy, nó con chim rất là khỏe. Chim mà ỉa phân lát thì con chim yếu, chim có thể là nó như nào đấy. Đó, các bạn thấy là con chim này thì nó rất là đẹp, rất là khỏe. Đó, các bạn nhìn nhé. Nó lồng nó hơi lạ tí, nhưng con chim này hót thì cực khỏe, rất là mạnh dạn đó, cườm đó. Đấy. Thì nó đang nạ lồng một chút thôi. Thì cái khách hàng này thì cũng qua một người giới thiệu thì cũng đã tin tưởng. Thì đây là cái phiếu mà có cái con dấu liêm phong của mình và cái hệ thống này mình toàn chuyển xe quen. Thì sau đây là gửi tới các bác những cái thông tin và cách đóng chim và chuyển chim, tại sao chim đi xa là ok như vậy. Đó, bởi vì là cái nhờ, đó các bạn thấy không? Đóng đấy, chim này chuyển cho các bác vào trong Sài Gòn nó sẽ thích nghi với thời tiết vật hiệu trong đó. Đó, thì các bạn ở trong Sài Gòn hoặc ở các vùng xa miền Tây đó, thì các bạn yên tâm là đặt chim của Thao Chim Cô Gái các bạn không có vấn đề gì cả, bên mình uy tín hàng đầu và chất lượng hàng đầu. Nếu các bạn thắc mắc hoặc là có nhu cầu gì thì gọi vào cái số điện thoại của bản thân mình là số 0163 5305 982. Cái địa phận ở mình thì hoạt động ở khu vực ngoài Hà Nội thì rất là rộng, nhưng mình muốn là cái lượng anh em giao lưu ở trong miền Nam, bến xe miền Đông, ga Sài Gòn hoặc là Cà Mau hay Vũng Tàu gì đó, các bạn cứ yên tâm. Xin cảm ơn các bạn. Trên đây là một sự chia sẻ nhỏ nhỏ về cách chuyển chim đi xa. Các bạn có hứng thú thì hãy đăng ký kênh của Thao Chim Cô Gái để đón nhận những video tiếp theo. Đó. Máy này còn máy. Máy thổ nhưng mà lại đang ấp, còn